Xin kính chào toàn thể các bác trên các mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Hôm nay em có về một cái kiện hàng mang từ bên nước ngoài mang về. Một kiện hàng này các bác đã thấy tên nha. E3 Pro của hãng là QT Aquatic. Và em sẽ unbox cái mặt hàng này ra. Đây là một kiện hàng về phần gọi là công suất. Chúng ta hay gọi là cục đẩy công suất. Đó. Nguyên đai nguyên kiện mang từ nước ngoài mang về và lần đầu tiên được unbox bóc hộp tại bên em. Đấy, hôm nay đích thân Văn Ngọc bóc hộp, đập hộp. Đấy. Đây nhá, thế là đập hộp. Ok rồi, thì đây là cái sản phẩm này, đóng gói rất cẩn thận các bác nhé, rất cẩn thận. Hai lớp bìa cơ, ngoài một lớp bìa trong lớp bìa nữa. Đây, hàng chính hãng của công ty thì có logo này, QT Aquatic. Còn hàng Parker hay Replica ấy, cũng có. Đây có ghi là Professional Power Amply, đạt chuẩn âm thanh chuyên nghiệp. Còn cái tiếng này em không hiểu, à với cái chữ này em chưa hiểu, chưa tìm hiểu thì chưa hiểu. Unbox một cái sản phẩm chất lượng này rất là hồi hộp. Rất là hồi hộp và cũng nhiều các bác săn đón và tìm mua. Thì hiện tại là bên em đã được phê duyệt để mà bán các cái mặt hàng đến từ thương hiệu QT Aquatic này. Đấy. Rất chắc chắn luôn ạ. Trực tiếp luôn. Unbox như thế này nó mới sốc. Đấy. Đây là cái mặt sau khi mở ra, các bác đã thấy đóng gói cẩn thận chưa? Bìa là bìa cao cấp nhá. Bìa này bìa dày này. Bìa này mà định kéo cắt nó còn nhọc đấy, đừng có nói là kéo cắt. Rồi, ok. Em sẽ bê cái cục đẩy này ra cho các bác xem nha. Vâng, các bác đang xem đây là mặt trước của sản phẩm nha. QT Aquatic E3 Pro. Đấy. Dòng này thì công suất thì thôi không kể nữa. Phần công suất thì không kể nữa. Nhưng con này đánh, ví dụ đánh bát 40 đánh được. Bát 40 từ 19 của 16 đánh thoải mái. 40 từ 22 côn trăm đánh vừa đủ. Đấy, không thoải mái được, vừa đủ. Ok. Đấy nha, mặt trước nha, mặt phanh nhôm rất là đẹp luôn. Bên cạnh này, phần sau này, phần sau là có các cái chế độ. Để các bác xem nha. Gạt tín hiệu đầu vào này, lựa chọn tín hiệu đầu vào 0.775V, 1V, 1.4V. Đấy. Có hai pad này, các tần số siêu trầm này. Gốp CLD tức là tiếp đất, tiếp mát. Chế độ đánh cửa ra là theo kiểu là đánh sell này, panel này và blind. Các bác nghe về đánh thì thường là gần về sell. Và lựa chọn tín hiệu đầu vào là 0.775V. Hai pad là tắt này, CLD là bật này. Đấy. Các bác đấu cửa ra loa đây, hoặc là các bác đấu này cầu loa theo kiểu này. Ok, quạt gió này, cái này thì nhiều cửa hàng giới thiệu rồi, em chỉ giới thiệu qua thôi anh nhá. Hàng cao cấp thì danh của nó như này, rất là xịn. Ok đúng không ạ, chất lượng rất là cao. Các bác quan tâm phần giá không ạ? Giá các bác liên hệ trực tiếp nhé, bởi vì các hàng cao cấp này thì các cái hàng sản phẩm này thì hiện tại em chưa thể nào mà công khai giá được. Đấy. Các bác nào quan tâm thì vẫn phải liên hệ trực tiếp mà có giá được. Em chưa thể nào công khai giá được. Giá bên em bán là tốt nhất luôn, nhưng mà không thể công khai giá được. Ok. Đấy. E3 Pro nhé. Máy rất là xịn luôn, nhìn cái mặt đã thấy chất à. QT Aquatic E3 Pro cao cấp. Đấy. Phiên bản nâng cấp của những dòng E3 đời đầu. Con này E3 Pro PRO Professional Power Amply, đạt chuẩn âm thanh chuyên nghiệp. Ok. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Đây tem xác minh nguồn gốc xuất xứ này, các bác quét QR code cái là ra ngay. Đấy. Chất lượng. Chất lượng, rất chất lượng. Giá vô cùng là tốt cho các bác. Các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp. Xin kính chào và hẹn các bác trong clip lần sau. Hôm nay Hưng Yên một ngày có nắng có gió, may sao lại không có điện. Đấy, chứ bây giờ mà có điện em đấu dây vào xong test thử luôn. Hiện tại Hưng Yên đang mất điện, rất là buồn. Nhưng cũng vui, có gió rất là mát, chứ không chết nóng như mọi hôm.